Em xin chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ cũng bắt đầu se se lạnh, tiết trời cũng mát mẻ, nhiệt độ bây giờ khoảng 26 độ C. Trời đi ra đường lạnh. Đối với Sài Gòn với Việt Nam thì thời tiết này cũng là tương đối lạnh rồi, so với ngày trước là cả 30 độ. Hôm nay em đưa bạn đồng nhỏ, đưa con đi học ở ngôi trường ở Khô Giang nè, Hồ Áo Hớn nè, số 50 Hồ Áo Hớn, ngôi trường Khô Giang. Đây là cơ sở 1. Và hôm nay sẵn tiện đi về thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng đường Hồ Áo Hớn rồi Khô Giang để mình nhìn ngắm rõ hơn hình ảnh của Sài Gòn những ngày cuối năm. Và con đường Hồ Áo Hớn này đi thẳng chúng ta sẽ đi về bến Trương Dương nè. Ở đây mình thấy có những căn nhà rất là xưa. Hiện nay thì có một phần để xây lại này. Số 48 Hồ Áo Hớn, nhưng mà không hiểu sao xây lại chỉ xây nhà một mái thôi, xây không có lầu, vẫn là xây một trệt thôi. Đáng lý ở Sài Gòn thì một miếng đất bự như thế này, khi một căn nhà xây lên ít nhất là phải 5-7 lầu là bình thường nè. Như căn này mới xây cũng phải 4 tầng. Qua Sài Gòn bây giờ là 7 giờ hơn. Đi trời lạnh, cảm giác lạnh nổi da gà, nhưng mà vận động cho nó ấm. Ở đây có mới mở quán phở nè, chỗ số 40 Hồ Áo Hớn, lẩu phở khôi. Tới 42 Hồ Áo Hớn nè, tới hẻm 40 chứ bên trong nhà anh Ban này. Bây giờ thì đường Khô Giang không còn như ngày xưa nữa. Đường Khô Giang bây giờ chỉ là một con đường bình thường, không còn cảnh mua bán tấp nập như ngày xưa, nên bây giờ mình sẽ thấy rất là lạ khi đi con đường này. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ ngã ba Hồ Áo Hớn và Khô Giang. Ở đây cũng có mấy căn nhà xưa nè, và có đường Khô Giang này cũng có rất nhiều nhà xưa. Ở đây thì có hẻm Nguyễn Tình và cái đoạn này có những căn nhà hình như là không ai ở luôn. Ngay góc đường Hồ Hớn này con quán cà phê mới mở lên. Rồi chúng ta đi qua đường Khô Giang nha, để thấy không khí những ngày cuối năm ở con đường này như thế nào. Chúng ta nhìn thấy một hình ảnh vắng vẻ, cũng không vắng lắm nhưng mà không đông như ngày xưa. Nhìn qua những dãy nhà nè, ở Sài Gòn chúng ta nhìn thấy những cái dãy nhà nó khác với những cái dãy nhà ở các nước khác.
những hình ảnh nó hơi sơ sát một tí, nó hơi bừa bộn một tí, nhưng mà những căn nhà này so với ở Sài Gòn thì rất là đắt giá. Đó, trước ở đây là cái căn nhà trước ở đây để trống, hôm nay mới sửa lại rồi nè, 208 Cô Giang nè. Và cái bên có một cái hẻm. Mỗi ngày thì mấy video trước thì chúng ta đi ở góc độ khác, hôm nay mình đi ở cái góc độ khác. Đi nhìn ngắm phố phường, nhìn ngắm cảnh sinh hoạt của bà con. Ở đây có cháu Lòng bà Út nè. Đó, 193 Cô Giang. Pháp Thông và đây có căn nhà xưa xưa nữa nè. Và đây có cái xe bánh mì chả cá. Tới bánh canh cua. Và hẻm mì ông Điếc nè, hẻm mì Phát Ký nè, một xe mì rất là nổi tiếng, rất là ngon ở Cô Giang. Và cái bên có một cái hẻm 178 Cô Giang, đi đến đường Cô Bắc luôn. Trong đó có những khách sạn nhỏ nhỏ và một cái miếu Ngũ Hành. Buổi sáng thì có bán đồ ăn sáng, bún bò ở đầu hẻm nè, nếu có lẽ các anh chị và các bạn đã từng ở đây thì có lẽ những hình ảnh này sẽ làm chúng ta rất là xao xuyến bồi hồi khi mà chưa có dịp về Sài Gòn, mà mình hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại thông qua video clip này. Hôm nay mới làm lại cái nền á. Và cái đoạn này bán rất nhiều đồ ăn, rất nhiều đồ ăn sáng. Bên kia là hẻm 160 nè, đầu hẻm có cô bán bột chiên nè. Hẻm đó đi thẳng qua cũng qua bên Cô Bắc luôn nè, nhưng hẻm đó thì nhỏ, chỉ vừa một xe đi qua thôi. Hình như hẻm nhà của anh Bảy thì phải. Chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa xem sao. Sẵn đi lên sư phụ tập thể dục luôn. Đây còn chị bán chuối. Bán chuối, bán đu đủ nè. Những chuối xiêm, chuối già. Thank you.
Tư bán tạp hóa nè, chú Tư rất là giỏi, chú Tư biết rất là nhiều thứ tiếng. Tiệm tạp hóa ở ngay góc Đề Thám mà Hồ Cô Giang và Hồ Áo Hớn, chú Tư đang đứng nè. Và bên đây là nhà của chị My đây. Hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn rất nhiều nhà của cô chú anh chị. Mình nhìn qua đây là đường Nguyễn Khắc Nhu. Nguyễn Khắc Nhu đi ra rạp Hưng Đạo. Và con đường này ngày hôm nay rất là gọn gàng, sạch sẽ và rộng rãi. Ở đó có rạp Hưng Đạo, rồi mình đi tới đường giao lộ của Bắc thì có cái nhà truyền thống sân khấu nghệ thuật. Không biết năm nay thì còn chợ Tết ở đây không, còn chợ hoa hay không. Nhưng mà ngôi chợ hàng ngày thì không còn nữa. Đó, những anh chị bán vật dụng gia đình lúc trước bán ngoài chợ nè, bây giờ anh thuê ở đây nè. 149 Cô Giang. Kế bên có chùa Linh Sơn. Chúng ta nhìn xa xa, chúng ta thấy đó là cái tòa nhà Land, tòa nhà Bitexco. Và ngôi chợ ngày xưa thì những anh chị bán bây giờ gom đã thành một cái gom, là một chung ở chung một cái nhà nè, và họ bán với nhau xe tiền cho nhau nè, chuối rau thịt cá. Đây là số 141 Cô Giang, cái nhà mà ngày xưa cho chơi thú nhúng cho con nít đó. Còn đây là hãng xe Isuzu, hãng xe Citizen ngày xưa đó. Hồi thời em biết thì đó là hãng Isuzu rồi. Trước đó thì nghe cô chú anh chị chia sẻ thì hãng Citizen. Rồi trước đó nữa là hãng thuốc Mia, Mia trắng. Hồi thời con đường Cô Giang mang tên tiếng Pháp. Mình nhìn lại chung cư Cô Giang ngày hôm nay nè. Hiện nay đang làm móng cái cho một cái building Manhattan, một building mang chút hơi hám của Donald Trump. Manhattan. Và ngày xưa thì ở đoạn này bán rất nhiều cá nè, nhưng mà ngày nay một cái hình ảnh của một cái vỉa hè được thiết lập lại ở phía trước cái hãng xe Samco ngày nay. Mình nhìn thấy sẽ rất là khác đây. Và cái chung cư này, cái building này ngày hôm nay có địa chỉ là 100 Cô Giang. Lấy địa chỉ đường Cô Giang luôn ha. Và ngôi chợ này chúng ta đã chính thức chia tay từ ngày 1 tháng 10 2019. Và ngày nay thì chỉ còn những cái hộ bán nhỏ lẻ, bán tạm ven đường đó, có bán tạm trong nhà đó. Và ngày nay chi phí lên rất cao nên họ
Có một số thì số anh chị thì nghỉ bán, không còn bán nữa. Một số thì họ cũng muốn có đồng ra đồng vô, họ thuê căn nhà nhỏ nhỏ rồi 3-4 người bán chung. Mặt bằng ở đây rất là mắc, 60-70 triệu tháng là ít đó. Thấp nhất là 60-70 triệu. Đây chị bán bún. Bún bánh ướt bán chung. Và xứ tới kia là giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Chúng ta thấy những hình ảnh này ngày xưa rất là đông đúc nè, bây giờ thì khác rồi. Rồi video cũng đã dài, em xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh chợ Cô Giang ngày xưa và con đường Cô Giang ngày nay, trong những ngày tiết trời se lạnh, để bà con xem để mình có dịp nhìn về một chút hương xưa, một chút hình ảnh của Sài Gòn xưa, một chút hoài niệm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi, em lên sư phụ đây. Đó, đây là hẻm 103. Và trong hẻm này có một cái xe hủ tiếu bán rất là ngon, xe hủ tiếu của anh Dìn ở số 103 xịt. Em coi xịt máy này. Xịt 4. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Rồi đi ngay nhà chú Dũng này. Căn nhà xưa. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.